Nhìn ánh mắt chân thành bác nông dân giờ hiểu ra rằng người trai thà chết chẳng hà đang tìm việc lũ ung tàn phút này tâm hồn bác rời lại chàng trai bé đang đứng giữa bầy mỹ nguy như phượng hoàng giữa đám diều đôi mắt ngời ánh sáng quang vinh trái miền tận cung đưa ngang tầm ngực quả tim sôi máu căm hờn trong chớp mắt lũ giặc thù ra đó sấm sét vang rền tại quận Mỹ An đất hộ khóa quân với dòng cao thiên hồ hàng trăm năm bọn xâm lăng không bao giờ khuất phục chiến công ấp bắt lấy lừng máu loài mang trợ dân chưa hết lừng.